Rất là nhiều người hỏi Khánh câu này và Khánh cảm thấy rất là đơn giản, vì tất cả những cơ duyên hoặc bất cứ gì đến với Khánh nó đều xuất phát từ đam mê. Và cái ngành nghề này nó cũng không phải là ngoại lệ. Khánh rất là may mắn từ thuở nhỏ đã có đam mê với thời trang, và ngày hôm nay Khánh vô cùng may mắn hơn nữa là Khánh được sử dụng cái nghề này để mưu sinh. Cảm hứng của Khánh đến còn đơn giản hơn cả cái đam mê của Khánh, đó là từ thiên nhiên, từ tất cả mọi người Khánh gặp, từ những cái công việc hàng ngày Khánh làm, và đặc biệt Khánh cực kỳ yêu âm nhạc. Từ những ngày đầu tiên cũng như những bước đầu tiên Khánh vào với nghệ thuật thì Khánh đã phải chấp nhận là mình phải nghe nhiều, nhưng càng ngày Khánh nghe càng nhiều thì Khánh quyết định Khánh phải đặt tai phone vào để lọc bớt đi những gì cần nghe và những gì không cần nghe. Có hai vế, thứ nhất ước mơ thì phải dựa cho riêng mình biết thì nó mới thành hiện thực. Còn những dự định thì Khánh không dám nói trước thì bước không qua. Khánh chỉ dám nói một điều rằng là Khánh sẽ cống hiến 100% cho mình. The 14 passengers should proceed to gate number